cảm động clip cuối cùng của cụ ông quay lại gửi lời chào đến các con và vợ trước lúc đi xa. Mà San ơi, tôi muốn gặp bà lần cuối để tôi đi thế giới bên kia nhá. Tôi chúc bà ở lại mạnh khỏe và chăm sóc các con cho tôi thật tốt. Tôi kính về bà nhá. Mới đây, một cụ ông đã ghi lại đoạn clip và gửi lời chào cuối cùng đến các con và vợ trước khi đi xa về cõi vĩnh hằng. Hình ảnh cụ ông với giọng nói trầm ấm trong những giây phút cuối đời đã để lại dấu ấn sâu sắc và gây xúc động cho nhiều người. Theo đó, trong đoạn clip, cụ ông ngồi trên một chiếc ghế ở nhà. Cơ thể của ông tuy gầy yếu nhưng vẫn giữ vững tinh thần lạc quan và yêu đời. Biết trước rằng mình sắp phải chia xa người thân, cụ ông đã quay lại đoạn video để gửi gắm những lời cuối cùng như một lời chào và lời tạm biệt đầy ý nghĩa trước lúc đi xa về thế giới bên kia. Mà San ơi, tôi muốn gặp bà lần cuối để tôi đi thế giới bên kia nhá. Tôi chúc bà ở lại mạnh khỏe và chăm sóc các con cho tôi thật tốt. Tôi kính về bà nhá. Bây giờ tạm biệt tất cả các con ở nhà nhá. Chúc các con nào nông được nhiều và đắc hạnh nhá. Thì anh Việt thì chịu quá, chỉ bảo đàn em mày làm ăn thật tốt nhá. Bố sắp đi đây, bố quý con Hưng nhất đấy. Con Hưng nhớ nhớ nghe bố nói chưa, bố quý Việt con Hưng nhá. Còn con Tuấn thì bên con Huyền cứ chịu khó chăm bố thật tốt và không biết bố đi lúc nào cũng biết đấy. Và tất cả các con cứ nghe bố nói là bố mà chết đấy thì chôn bố ở trên này thôi, hoặc đi thiêu đốt ở trên này thôi, không mang về dưới quê nữa. Tôi đương nhiên xin với Việt các bạn chúc các bạn sức khỏe và hạnh phúc, nuôi dạy vợ và con ngoan, công danh thắng lợi, tài lộc tiếp nối. Tôi với Việt các bạn nha. Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã không khỏi cầm được nước mắt trước lời chào cuối cùng và tình cảm thiêng liêng của cụ ông dành cho gia đình của mình. Ông mong muốn được gặp lại vợ lần cuối để đi về thế giới bên kia. Những lời chúc sức khỏe và mong muốn con cháu ở lại mạnh khỏe khiến bao người xem phải xúc động. Thời điểm video này được đăng tải thì cụ ông đã ra đi mãi mãi. Những clip ghi lại hình ảnh của ông bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, nhưng đó là kỷ vật vô giá, là bằng chứng cho tình cảm bền chặt và gắn kết của cả gia đình. Cảm ơn cụ ông đã để lại cho gia đình và mọi người món quà tinh thần quý giá này. Mong cụ an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng. Cụ ông đã ra đi mãi mãi, những hình ảnh và những clip về cụ vẫn còn đó, sống mãi trong lòng những người ở lại. Những ký ức này sẽ là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho gia đình để họ có thể tiếp tục sống và giữ mãi tình yêu thương mà cụ đã dành cho những người ở lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé.